cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta đến cổng chợ thì đánh cái chốt cửa, mình sẽ chọn một số tổ bảy thôi. Xa nhất của nó là 3.000 mét, là tương đương là 3 km. Đây chính là đầu đạn của AK. Bên trong của nó là có một thép, phía ngoài cùng nó là bọc đồng nhá. Bên ngoài nó là bọc đồng, xong rồi nó sẽ đến một lớp chì, và bên trong là sẽ có một bên ở giữa sẽ có một loại thép. Cái chì này nó làm thứ nhất là nặng, hai là khi mà bắn vào cơ thể của địch ấy, thì là nó khi mà địch mà không lấy ra nhanh thì nó sẽ bị ngấm cái độc cái vào, sẽ gây hỏng vết thương và tổn thương vết thương, nó làm hoại tử cái chì trong đấy là sẽ chết và nhiễm độc chì. Và cái đầu thép ở trong đấy thì nó nặng để cho nó cái đạn nó bay được không bị liệu, để nó chuẩn xác hơn. Tầm bắn xa nhất của đạn AK là 3.000 mét và tầm bắn hiệu quả là 400 mét. Bây giờ thì chúng ta đến công đoạn là chúng ta sẽ dùi lỗ để làm cái đai như thế này. Chúng ta dùng cái thân của cái kim băng ấy, cái phần cuối của kim băng thì trên này chúng ta sẽ dùi được 2 cái lỗ. Và các bạn nhìn phía trong này thì đấy, phía trong này nó sẽ có 2 sáng sáng ấy. Các bạn nhìn thấy 2 sáng sáng không? Cái đấy chính là cái 2 cái đầu với hạt 2 cái lỗ hạt lửa phía trong đấy. Chúng ta sẽ dùng lửa qua đấy tạo thành 2 cái lỗ. Bây giờ chúng ta sẽ xuyên cái phần cái đuôi của kim băng để chúng ta làm cái móc. Mình đổ ra một ít thuốc súng này cho anh em xem nhé. Nhìn này, cho anh em xem nó cháy nó rất là nhanh. Đây sát rồi. Đây, thuốc súng.
rồi được rồi, đây cắm cái thép này vào. Đây là cái thép nhỏ, cũng thép ở đây. Thép bằng vừa cái bằng này được. Thép vào. Tùy theo mọi người chọn địa dạng ngắn. Sau đó cái đầu thừa thép này chúng ta sẽ dùng cái que, cái đũa chúng ta nhận để cho nó tách hai cái thép ở trong này ra nha. Xong rồi chúng ta có thể là bỏ cát đổ keo 52 vào, hoặc là chúng ta cũng có thể là cho giấy ăn vào, sau chúng ta sẽ đổ keo 52 vào để cho nó gắn cố định lại nha. Xong rồi bỏ vào trong này, xong ta sẽ cho cái nhỏ cho nó mình hay đi vào. Sau khi anh em chúng ta làm xong như thế này được rồi, đúng không? Hoàn thiện xong rồi chúng ta có thể là đem chúng ta đi làm đánh bóng nó lên, đánh bóng bằng cái cao su ấy thì nó rất là bóng, rất là đẹp đấy. Thế nên là sau anh em thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Thế rồi hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái bút như thế này, bút làm từ vỏ đặc rất là đẹp đúng không? Là viết này đấy, bút này thì anh em mà biết làm thì tặng bạn bè kỷ niệm thì tuyệt vời luôn.
tuyệt vời mặt trời luôn, đấy, mặc quả đạn rất là đẹp đó, rất là sang và lấp lánh. Các anh em hãy đợi cái video sau của mình nhé, nhớ ấn đăng ký để khi